Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Trong clip lần này, chúng ta sẽ cùng đi giải đáp thắc mắc của một số bạn gửi về hỏi rằng là làm sao để có thể import được file video của iPhone vào trong phần mềm Adobe Premiere mà không bị lỗi. Đây có thể nói là một cái lỗi chung của hầu hết những anh em nào thường xuyên sử dụng gimbal điện thoại và quay phim với những chiếc iPhone như thế này. Từ những chiếc iPhone 7, iPhone 8 trở lên đến iPhone 11. Mỗi khi mà chúng ta muốn import video của iPhone vào Adobe Premiere để chỉnh sửa thì nó đều báo lỗi là định dạng file không hợp lệ. Vậy thì làm cách nào để có thể import được file này vào? Và mặc định cái định dạng file video của những chiếc iPhone này sẽ là .mov. Và đây là cái file hiệu suất cao của iPhone. Và hiện tại thì những cái phần mềm Adobe Premiere sẽ không hỗ trợ chỉnh sửa. Bắt buộc chúng ta sẽ phải đổi cái định dạng file video của iPhone sang thành MP4 hoặc là những cái định dạng khác mà Adobe Premiere hiện tại đang hỗ trợ. Đó, thì hiện tại ở trên Internet sẽ có khá là nhiều những cái trang web giúp chúng ta có thể chuyển đổi video online hoặc là tải phần mềm về chuyển đổi offline. Nhưng mà hầu hết là những phần mềm đều phải trả phí, hoặc là thay vào đó thì nó sẽ chỉ giới hạn chúng ta ở một cái lượng nhất định thôi. Ví dụ là chỉ giới hạn tối đa là 100MB trên một video. Mà bây giờ thì iPhone hầu hết là chúng ta đều quay được 2.7K hay là 4K 60fps. Thì chỉ với một cái short film nhỏ thôi là nó đã vượt quá 100MB rồi. Thì đây sẽ là một cái điều vô cùng là bất tiện. Nếu mà chúng ta không muốn bỏ tiền ra thì hãy cùng xem video này nhá. Ngoài cái file mặc định là MOV của iPhone này ra, thì trên folder của Windows chúng ta có thể đổi được một cái định dạng file khác mà Adobe Premiere đã hỗ trợ, đó chính là định dạng file .m4v. Và làm cách nào để có thể đổi được cái định dạng file như thế thì chúng ta hãy cùng xem video quay màn hình để biết thêm chi tiết nhá. Và trên đây là mình đã giới thiệu cho các bạn một cách để có thể đổi được định dạng file video của iPhone để có thể import được vào phần mềm Adobe Premiere một cách vô cùng đơn giản, miễn phí, không mất tiền và vô cùng là nhanh chóng, đúng không nào? Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì hãy đừng quên để lại bình luận ở phía dưới, cũng như là cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ Tokyo Camera nhá, bởi vì nó miễn phí mà. Ok, chúc các bạn luôn có những short film thật là ưng ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.